qua Thái với Nam có đi Thái câu gắn dây cá nha, thì sáng kiếm được Chào cả ba con. nhà. Thì nhưng mà nó chết hết con gắn bự nhất, anh lấy lên cho nhà xem cái nè. Được con bự nhất chết à? Con đó thì 2 kg mấy á. Nhưng mà chút xíu nữa, cái cân có trong đây phải không nè? Anh Có. cân cho nhà xem thử được bao nhiêu. Cả nhà mà muốn biết mấy anh em thấy làm sao mà dính được miếng gắn này á thì ở video trước á, thấy có đi thả câu á, thì thấy có để dưới cái phần miêu tả video bình luận á, có cái đường link màu xanh ở nhà bấm vô để xem được cái video phần trước mấy anh em thấy cái tập trước mấy anh em thấy đi dính cái con gắn này cả nhà, để cân nó thử nó được bao nhiêu quá nha. Này là chỉ một con thôi nha. Ồ nó quắt kim luôn nha, Như quắt kim rồi ha, đụng rồi, đụng kịch kịch đây nè. vậy là nó hơn 2 kg mốt cả nhà, thì nó cũng đâu đó 2 kg 2 2 kg 3 thôi chứ nó không hơn được đâu. Nó qua kim kịch kịch nè, thấy không? Nói cái nồi nước sôi thì cũng gần sôi, Nam bắt con gắn lên để mà nhờ mần đó. Anh Bảy thì hay tin mấy anh em thấy trong rừng dính mấy gắn thì anh Bảy mua vô một ít rau hành ngò với mấy ổ bánh mì Giờ đi làm, dẹp dọn thôi chứ không làm được chuyện nặng này, không đi gần với anh em được này. là Do giờ chưa hết cái nhà anh Bảy làm món gì ăn anh Bảy? anh làm món giả cầy đi, Giá gắn cầy à? mà bự giả cầy ngon lắm, chấm bánh mì cay Ngon. ghi, chấm bánh mì á, kêu cay ghi á. Giá cầy là giá cầy giá. Nó cũng tự tưởng như cay ghi vậy đó. Wow, gắn bự. Con này nãy cân là 2 kg mấy nữa nha. Hiếm lắm mới dính. Mà dính cũng hiếm lắm nó mới được ăn. Nó mới chết. Chết này nên mừng hay nên vui? Muốn mừng mừng muốn vui vui à. Đó, bây giờ là cho Còn nó. cái hơi tiếc là nó giá trị nó cũng có giá trị nhưng mà Không bán được. không bán được. Quá bự ha nè. Quá. Trong thời gian chờ đợi anh ra được không chứ? Anh nói trên anh coi lặt cái ao đồ với làm lặt giặt trên đi. Qua đã. Bởi cái gắn này dính khúc nào à. Khúc khoảng mà nó cặp cái con cá gần gần đó đó. Khi nào nó không? Ai biết đâu à. Không đâu. Con cặp con cá đó nhỏ hơn con này. Nhìn dấu răng biết mà. Vì ở khu này còn nhiều lắm. Tại gắn nó không đi á, nó nằm im. Chứ đi là dính vớn mình này, đầu mùa mình đâu dính gắn dây cá nào bự đâu. Tính ra gần năm mà mình chưa ăn con gắn bự như thế này á nè. Lúc em với anh tính lúc trước đi bắt là nhiều lắm. Lúc mà mới mới vô cái miếng đất này đi làm á. Miếng này luôn không? Miếng này luôn á, nhiều lắm, dính còn 4 ký mấy nữa trên miếng này luôn nè. Nhưng mà từ lúc anh vô đi làm với em tới giờ là chưa dính. Miếng này còn nhỏ chứ, 2 ký mấy này là chưa được bự luôn. Gắn thì Nam bằng rồi cả nhà, nhìn con gắn bự hết hồn á. Quá trời, gắn bự nó dài. Thôi ba anh em mình ba khúc thôi chặt chi vô là. Dạ. Nè nó ba khúc chặt vô dò ra khúc gần cái gan này nè. Khúc này lo rồi rộng. Gắn thì mấy anh em mình sẽ chặt ra làm khúc 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 khúc. Để mà là món giá cây quá vậy, cái thịt gắn ngon ha nè.
mình lấy cái cục mỡ gắn mình sấy cho nó ra mỡ, cái là thắng to mỡ trong đó luôn nha. Mỡ gắn thì nó không có béo, nó không có ngậy giống như mỡ heo, nhưng mà ăn nó thì nó thơm hơn. Nãy giờ ra bỏ nghệ với tỏi vô. Thấy mà bằng mỡ gắn mà mình thấy như thắng như thế này nữa rồi nó thơm thứ gì chịu nổi. Cái này là gì anh bảy? Sa tế. Sa tế. Sau khi cho sa tế xong thì cái này là cái nước tương. Cái nước của cái hạt tương. Này là muốn ngon là phải nước tương mặn mới được. Còn cái thì chút mình làm nước mắm thấm. Dạ. Cái món này thì anh bảy anh Nam làm rất nhiều lần rồi. Nhuyễn à, nhuyễn nhừng thế này. Nhuyễn nhừng. Hết nước không nè, không nước không nè. Không, khô nước anh sợ mặn. Không mặn đâu. Cái nồi này muốn ngon á là phải có thêm nước cốt dừa, sả tế với hạt tương. Nè, nước cốt nhì. Nước cốt nhì. Nước cốt nhất. Nước nhất chút làm nước nước mắm thấm. Cái món này thì không có thiếu nước mắm thấm à. Có nước mắm thấm mới thành cho cái nắp nhạo cái vò nó mau là mấy đi lỗi chứ. Vô gần tới vô vụ kiếm tiền rồi đó. Làm sao mà okay. Mọi người chết luôn. Cái đợt đó sao bị ảnh hưởng sao không hay luôn ta. Tính đâu thì chỉ đau đau rồi thôi thôi. Rồi thì không phát rồi làm. Nghẻ chưa. Nghẻ chưa nắp nhạo. Ổn chưa? Sắp ổn rồi. Thêm tí cho phòng là hợp lý vậy đó. Ổn cái lò ga này nó tức. Nhâm lửa đi anh Bảy ơi, cái lò ga nó yếu quá. Gì trời. Dục quán xong luôn. Thôi chắc cái cổng nó xong thiệt quá à. Mua ngay cái bếp nằm mậu quá nha. Chị em coi nè. Rồi bây giờ mấy anh em mà. Sĩ nữa. Tao thương binh nó hơn thương binh hơn tao nữa. Bây giờ là mấy anh em mình sẽ là nhúm một cái lò than để mà nấu nó mới mềm được. Bây cái giờ này nó sôi có một cụm trứng giữa gì đó, còn giọng ngoài đâu sôi đâu. Trong thời gian chờ đợi thì cho cái này để nấu lại cái này đi. Nấu ở đâu một chút xíu thời gian đi rồi dời qua ngoài cái nồi than. Này là phần cuối cùng cho cái tô nước mắm thấm bây nè. Nêm gì nè? Cái gì? Có niềm chưa? Là phòng ấy nước, anh hỏi em cái tô nước chấm hay là cái thấm này nè? Nước thấm này là cho một tí xíu đường với một tí đường một tí, tí xíu đường thôi là được rồi. Với một ít đậu phộng nữa là thành tô nước chấm. Cái tô này kẹo dữ ha. Vậy mới vip đó nè. Quá kẹo luôn rồi nè. Cái tô nước chấm này là mình công thức mình làm như thế nào vậy nè? Thì hạt tương nè, đâm nhuyễn ra nè. Hạt tương đâm nhuyễn. Với lại là xả băm. Xả băm nhuyễn. Nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Với đường. Với xả ớt.
Còn đường á mình niêm á, khi mình niêm như thế này này rồi mình quậy lên rồi xí mình thử. Cảm thấy mình khi nào mình vừa ăn á thì mình dừng lại. À, là ví dụ như 200 g tương thì phải là bao nhiêu bao nhiêu nước cốt? Nhắm chừng thôi chứ. Thì mình anh phải nhắm chừng được, nhưng mà anh phải nhắm chừng tầm bao nhiêu để cho cả nhà mình nếu mà như chưa biết làm bịch à. Tương á, bịch tương thường thường mọi người hay mua là 10.000 hay là 20.000 gì đó là bịch nó được mới lớn như nè. 20.000 tương. À, 20.000 tương với lại 10.000 đậu phộng. 10.000 đậu phộng. Đó là với lại mình băm thêm ít xả nè, với lại là hai trái dừa thì mình chỉ lấy nước cốt nhất lấy tầm tô này thôi. Mình muốn ăn nước nó hơi lỏng hơn á thì mình lấy nước cốt nhất hơn một tô một chút. Dạ. Nhiều hơn tí. Còn như cái này là mình kẹo rồi nè. Cái này là mình làm ít để cho kẹo. Đó, à, vậy là làm theo như là anh Nam nói là ra được cái tô như thế này cả nhà. Còn đường á thì mình niêm cứ mình để đường vô mình niêm khi nào thấy cảm thấy vừa ăn á thì mình dừng lại là được. Dạ. Cứ quậy từ từ lên cho tan hết đường rồi mình thử. Mà cái nồi này thì niêm nó cũng tương đối là dễ cả nha. Chỉ cần niêm đường với bột ngọt thôi. Tại vì nó có cái mặn, độ mặn trong đó, cái nước của cái tương đó. Mình dạ. Lấy ra mình để vô đó đó. Dạ. Chỉ có mặn này giờ chỉ thêm tí ngọt chứ đường cho nó vừa phải nó là được. Sơ qua sơ lại bắt đầu dài lò. Lò này cháy thấy ghét quá. Cái này mà hồi là nó sập cái dĩa đó còn đẹp nữa. Không sao, bình thường. Đó, đưa vô lò than nó mới uy tín đó. Vì cho nó nhanh mềm hơn lò ga thôi. Dạ, nó nhỏ nhưng mà nó nhanh mềm hơn. Nó liu vậy đó, nhưng mà nó sôi đều. Nãy giờ thì anh em thấy đang làm thì vừa nhận cuộc gọi của anh Tính nha. Thì anh Tính chạy vô chơi và có chuyện để nói với mấy anh em thấy, nhưng mà thấy chưa biết là chuyện gì. À, Tính xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì vô Tính cũng có một chuyện để nói với anh em, với cả nhà. Thì hôm nay thì Tính vô Tính xin quay lại tem để làm cùng với anh em nha. Làm với cùng với em thì vui hơn. Thì hôm nay vô coi hỏi anh em một ý kiến rồi hỏi thêm bên cả nhà nữa nha. Thì giờ thì Tính vô để Tính quay anh em đang quay ẩm thực nè, sẵn vô để hỏi ý kiến đồ luôn. Thì anh Bảy anh Nam sao? Nói chung anh thì nếu có em vô nó thì vẫn bình thường, lúc nào em về thì tụi anh cũng nghiêm đón. Dạ. Tại vì anh Tính là làm đầu tiên với Thái trước nhất cả nha. Tính thì lúc mà thở sơ khai thì thấy làm mình nên rồi khi mà gần đạt nút bạc thì Thái mới mời anh Tính vào làm. Anh Tính vào làm với Thái cũng đâu đó tầm khoảng 7-8 tháng ấy, thì anh Tính có dự định là tách ra làm riêng. Thì cái lúc đó Tính lúc mà anh Tính tách ra thì cũng có thấy rất là nhận được rất là nhiều bình luận tích cực có rồi tiêu cực cũng có rồi nói anh Tính thiệt thòi cũng có rồi Thái thiệt thòi cũng có, nhưng mà thật sự ra là chả ai thiệt thòi hết cả nhà. Đúng rồi. Do là chỉ ai trong anh em thấy trong cuộc thì mới hiểu được cái chuyện anh em đã làm. Nhưng mà thấy rất là nhiều bình luận thì lúc thấy cũng vui lắm nha. Nhưng mà thấy nhiều cái bình luận tiêu cực có rồi tích cực cũng có. Nhưng mà đó là cả nhà lo cho Tem, lo cho Di Thái và lo cho anh Tính. Cho nên là thấy đó rất là vui. Nhưng mà hôm nay vui hơn là anh Tính quay lại với anh em để mà làm. Nói chung ra, nói thẳng ra cái lúc mà anh Tính gờ đi á, thì thấy cũng bình thường á nha. Tại vì Tem á, là thấy lập ra mình nên làm cho đến khi mà gặn nút bạc rồi thấy mới mời anh Tính vô. Chứ không phải là hai anh em mà làm từ đầu tới cuối rồi thấy mới rủ anh Nam rồi anh Tính. Lúc mà anh Tính nghỉ á, thì mấy anh em vẫn đi chơi chung bình thường chứ không phải là anh em không có không có còn nói chung không phải là xích mích gì hết á nha. Cho nên là hôm nay Tính quay về thì cũng như ngày đầu thôi nha. Giờ thì vô bắt đầu công việc mới. Nhưng mà bất ngờ là anh Tính hôm nay quay về. Nghĩ là không về chứ. Nghĩ là chắc có lẽ đi ra ngoài thành công hơn. Chắc làm được. Anh theo nha, anh suy nghĩ nha. Dạ. Nhưng mà chắc lẽ chắc buồn hả? Buồn thiếu cái vắng anh em quay chiều khi kiểu cái cảnh
mình nói chuyện đồ mà không thiếu vắng nha, đôi khi mình không có người trao chuốt qua thì trao cả nhà mình. Có một tí xíu ý kiến nào đó, có tí xíu hoặc là nhiều ý kiến gì đó thì xin cho Thái một bình luận ở video quá nha, để Thái thấy với anh Tính cùng rút kinh nghiệm. Tính thì cũng mong cả nhà cho Tính về cùng làm với anh em lại cho vui lại. Đúng rồi, làm đi chứ bây giờ anh bây giờ mơ anh cũng đâu đi được đâu. Mơ chưa thấy anh được. Anh về hui 5-7 bữa rồi. Mong cả nhà đồng ý. Ở đây cũng hết biết nói gì giờ, kiểu lâu quá. Quay lại với anh em kiểu vui vui mà không biết, cũng không biết nói gì giờ luôn. Hết biết nói gì họ biết ăn đi. Biết ăn. Trở lại việc danh tính quay lại tem anh em mình cũng có sớm cũng có làm con rắn nè. Bây giờ anh em mình cũng như cái gì. Cái này cũng giống như là mấy anh em thấy ăn mừng 150.000 sub cái nha. 150.000 người đăng ký thì thấy và tem luôn kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe luôn. Luôn chúc luôn theo dõi và theo dõi kênh của anh em thấy trong suốt thời gian vừa qua cái nè. Con rắn này mình cắt chặt những khúc mình xào lăn vậy nó mềm phải không nè. Con rắn này nó già cơ nè. Con này 2 kg mấy rồi, nó già dữ già. Xuống lửa luôn được rồi, thấy rồi, để dạ. Hơi hết nước chấm bánh mì à. Dạ dạ. Ngon quá trời luôn không. Bây giờ là mình bay binh bố trận đi. Để anh lết ra ngoài này, lết ra ngoài này dọn chén. Bánh mì lên. Bà ta nói đúng người đúng thời điểm. Phải vô trễ xíu nữa là còn xương không? Trời, cái gan rồi nó nhìn nó ngon Nam ơi. Gần tới tới mái cái gần. Bự mà tính ra mình à. Lâu qua Nam, từ giấc 12 giờ mà giờ này chẳng dạng nhắc nhen lên tiếng rồi đó. Đây hầm cho nó mềm. Tính ra là mình nấu tới 3 đợt, nấu hết đợt đầu là bếp ga. Bếp ga nè. Xong cái quay lại bếp than nè cho nó mềm nè. Xong hết than rồi bắt đầu là quay lại thêm ga cái nữa đó mà không biết lát ăn như thế nào nè. Em thấy là kiểu nguyên khúc gì đây nè, với hoặc là nguyên hầm á thì để nguyên con mềm, với nguyên khúc gì đây là số xào thì nó sẽ mềm lắm. Con này cũng khủng lắm á, nó dài thấy cũng khủng lắm á. Con này thường thường nó dai hơn con gắn di tượng ha. Đúng rồi, dài hơn. Dài lúc nào nó cũng dai hơn con gắn di tượng. Dài nó hiện ra cốc cốc. Ừ, rồi anh lấy rồi anh phơi rượu cho anh Bảy. Anh Bảy không uống được. Anh hả? Chắc không được nhiều đâu, rất ly 2 ly à. Giờ anh còn bữa nay có anh có tính quay lại chắc anh làm không làm được nhiều đâu. Cho nên em uống đi. Cái keo gôn rồi vẽ đó là nó nằm trong cái chòi này từ cái lúc anh Tính còn làm tới giờ. Còn đi mấy anh em. Ôi giờ nó ra nước này uống một cái 1-2 ly nó đã. Thôi lấy rượu với cà lại. Uống mấy anh em mình sẽ là uống rượu ông giò vẽ nha. Nửa này thì một lít rượu thì mấy anh em mình pha tầm khoảng 3-4 ly. Nó vàng đẹp ha. Chất nọc của nó ra. Nó cái đó là cái nọc của con ông người vẽ nó ra. Và cái đó nửa lít rượu mình pha tầm 2 ly. Anh Bảy uống bình thường chứ vậy? Tại vì bị xương khớp mà uống này bình thường thôi có gì đâu. Xương khớp uống này được. Nó chỉ về xương khớp mà. Đúng rồi. Anh uống hết bình đó là hết có xương khớp nào nữa chứ. Không còn khớp luôn hay không vậy? Còn khớp luôn. Gỡ ra luôn rồi. Cái ta lại gỡ ra luôn. Mới có nứt à, nứt với lợt à. Tại vì tay đợt rồi anh leo cây á, anh bị té mấy cái mà. Thế mà mình tính đâu mà nó nhẹ, về cũng thương thương thôi mà. Anh biết cùng. Té ở đợt mà đi với anh Đan á, ní ơi ní đâu rồi á. Còn té cái cây đó cũng tầm có 5 mét. Té xuống rồi về nó sưng cũng sưng. Rồi sau này nó hết cho nó làm lại. Thốn thốn cái nó sưng cái làm lại chụp hình thấy nứt. Bây giờ mời cả nhà dùng tiệc cùng mấy anh em nha. Mời cả nhà. Ôi, mời cả nhà. Cả nhà. Đó. Cái rắn thì nó phải nói là đẳng cấp đấy nha. Tại vì không phải khi nào mà người có một con rắn lớn gì đấy. Đây mời cả nhà khúc rắn cá giả cày. Một năm nay tính ra hơn 1 năm mà mình mới dính lại anh Tính. Mới dính lại con này. Cái này là làm gì dính? Cái con này nè. Thả câu. Câu. Thả câu bữa trước kìa nè, đang đi đặt đi thăm lờ. Đi thăm lờ cái quá trời là cá lóc nhỏ nhiều. Mời cả nhà luôn cả nhà.
đi thăm đi cắm câu mà cái lóc dính này nó cạp. Nó lại cạp cái lóc khúc ở dưới này nè. Qua nhưng thấy mới đi thăm là chín cá nhỏ. Không, nó từ giờ cái giờ chụp 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 chụp. Giòn. Giòn hả? À. Cái loại này thì cái da nó vậy đó. Quá đà. Cái này mà anh chấm là mồi cá chê hay là mồi cá lóc? Cá lóc. Cá lóc hả? Cá lóc cứng. Yêu cầu mấy con này mồi nhảy nhảy còn sống là nó rất là mê. Làm miếng bánh mì vô. Đổ nước gà vàng cho nó nè. Đã. Miếng sao lăn có mì là ngay ý luôn hả? Khỏi khó ăn cơ. Có gắp chuối á, kiểu có gắp chuối mình chấm vô trong cái gạo đó rất là ngon luôn. Hai ba ngày nay anh Dương Thái đi quê anh không, anh Bảy đâu đi được đâu. Dạ. Để dưới nhà thôi, bữa nay thấy có mồi con này nó cũng mới ngủm nè, điện cho anh nhà anh đi mua đồ đem vô. Dạ. Anh không có lội được, nhưng mà anh chạy xe được. Chạy xe đâu có lội đâu. Đi mà với xe tay ga chứ mà đi mà không có số móc hay số cần gì được. Kiểu cái da ngoài nó giòn nhưng mà vô trong cái thịt nó là nó ngọt nên nó giòn, nó mềm. Chay nhẹ nhẹ, mềm, mềm ngọt á. Ngon. Vô. Ngọt, ngon ha. Cái vị gắn gừng này thì nó dai. Trước tiên là nó phải dai. Còn cái xếp thịt nó thì nó ngọt. Ngồi gần nó chồng lại lấy kéo đi. Thích. Cái gàng nó cắt cái lá gàng. Lắm. Thịt dữ thiệt chứ. Thịt ha, thịt nhiều. Biết. Em nhớ hồi đợt mà đi trên An Giang ha. Ý Tiền Giang, Hậu Giang. Hậu Giang đợt mà lên trên anh Sang. Anh Sang á, con đó làm ở Giang đó. Đợt đó mình làm cũng như là này hả? Hầm đu đủ. Đợt đó mình lên trên hầm đu đủ. Anh Sang là ở Tiền Giang. Rồi thêm một đợt em đi ở Hậu Giang nữa. Hậu Giang là đi chỗ anh Năm làm lời cá đúng không? Đúng rồi, chỗ Bảy. Anh Bảy mến làm lời cá lên đó thì ăn con gắn cho nó cũng cực kỳ là ngon. Làm đi Nam, làm cái gan đi. Mời cả nhà cái khúc gan của con gắn đi cá nha. Đã. Béo. Làm lên máy. Anh nói đúng không? Em cũng còn hút ngọt ngon kiểu kiểu mình muốn nhai luôn cái xương nó ngọt á. Xương nó cứng quá. Muốn ra từng xương ha. Nhìn xứ dài không? Ngon ha. Đây, tính mời cả nhà một cái gian con gắn gì cá này. Mùa này mà nhậu lai gai bằng buông mùa dẻ nữa còn gì bằng. Chính ra mình làm trúng cho thấy. Trúng dịch. Thả câu cũng trúng gắn mà đi bắt ổ ong, cái anh kia điện đi bắt ổ ong cũng trúng luôn. Dạ. Có một ổ ong mà gặp 4.000 con ong rẻ nha. Ong rẻ hả? Nhiều không? Bao nhiêu con? 4.000. 4.000 con. Nó ngầm rượu uống. Nó chắc ngầm cỡ khoảng 3 bình ha. Còn mà nói nói về mà ông người dẻ thì tại sao mà có nhiều cô ông bà cô chú anh chị á nói là mấy anh em thấy bắt tận diệt vậy rồi mùa sau lấy đâu ra mà bắt. Thì người ta cầu mà để kêu mình bắt. Như cái ổ hôm qua là người ta kêu mình bắt nhưng người ta sợ gần nhà luôn, sau đất nhà luôn nguy hiểm. Có nghĩa là cái loại ông nó ở cái vùng U Minh của thấy hiện tại rất những nhiều luôn. Cái vùng khác thì như thế nào thấy không biết, chứ mà riêng cái con người dẻ là nó chỉ cần một con ong chúa là nó gầy ra được một cái ổ bự như ngày qua mấy em bắt là ổ chín tầng cả nhà. Nói chung nó cũng không cần chúa. Nó như cầu con ong là nó vẫn đẻ được. Hai con ong nó vẫn làm ổ nhỏ vậy được. Hai con từ đẻ ra lại lên. Nó có mấy con vô trong nhà mình làm ổ lớn cũng có. Nó không có giống như là ổ ong mật của mình mà cần tới rất là nhiều con mới làm ra ổ ong mật. Còn cái con ong dẻ này chỉ cần một con thôi. Nó chỉ cần một con thôi là nó gàm ra làm ra cái ổ, có khi là bằng cái lu luôn á. Nó lên từ từ. Nhưng mà cái loại ong này nó độc, cái là nó từng quýnh chết rất là nhiều người. Chắc là
Ừ. Chứ mình đây sức mình đem mà đi mà phụp nó mà mình không lẹ không chạy thì nó đánh này rớt. Nhà lần rớt nhà công ty chuối hết hai lần luôn đó anh. Ở trên công ty gần mình cách cũng 7-8 cây chứ nhiều. Quýnh người phá cỏ đang chết luôn. Cỏ vậy nè, quải cái máy vậy nè. Rồi đánh rồi quản hồn cái phóng xuống cái đường kinh. Đường kinh nó bịch. Bịch lặn rồi, không được. Trời 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 lên lặn lặn không được, mà lên lên không được. À. Quýnh chết tại chỗ. Chết. Về tới nhà nó gọi. Còn mà cái con rùa vẽ này là nó bắt luôn cái con ong mặt rồi bắt luôn con ong ruồi. Nó đánh chết nó là tại vì là cái nọc của nó thôi. Cái nọc của nó chứ không phải nọc cái mặt. Nọc của nó là nó mát quá. Nó mát quá. Nó nóng hay mát? Quá, nó mát quá nó hàng. Nóng hay mát? Mát. Mát hả? Ừ, nó mát. Qua đá đây nè. Thì cái bao tử nè. Mời cả nhà cái bao tử có gắn gì cá. Chắc nó dai ngọt cái ly này, khúc này chắc phải là 4 ly á. Vô cái đi ha, ha lụm. Tính là cũng cái tật không bỏ phá ngoài lậu nữa. Lâu quá. Anh khúc ruột làm vô củ hành cái này coi. Khúc ruột. Em cũng kèm. Cái đó là bao tử đúng không? Bao tử chứ phải ruột. Không phải ruột, ruột bỏ à. Bỏ ruột à, em lấy khúc bao tử thôi mà. Ngon. Giòn, dai sực sực. Đã. Nó giòn sao bữa nay nó mạnh lại luôn rồi. Nay anh với Thái quay mà anh Bảy đâu đi được đâu. Dạ. Mà hên mày hôm nay mày về thì mời mấy anh em mình chắc đi săn chiến ông luôn. Còn leo cây nói không? Còn với anh dễ gì. Sức chưa, sức xưa vẫn còn đây mà. Anh chắc chưa đâu. Anh chắc cả nửa tháng. Dạ. Bảy cả nửa tháng. Anh thì cả 5 ngày nữa là anh đi bình thường đó. Giờ thì mấy anh em thấy vô ly cuối đây mà. Tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở video sau luôn. Video sau cả nhà nhớ đón xem nghe nha. Video sau thành viên cũ đã trở lại là giống như ngày ban đầu rồi đó cả nhà ơi. Tôi làm được việc không ạ? Việc thì anh em mình thì nói chung là cũng biết hết trơn rồi. Nói chung ngày gần ở đây thì mình đi rừng cái mình ngày gần mình thì chỉ có săn bắt ong thôi. Dạ, bắt ong đi nghề chính kiểu là ong. Đúng rồi, nghề chính thì nghề ong. Không gì mời mời thử việc nó lại cái thôi. Ở đầu đấy em. Mời đi bắt ong. Leo nữa rồi. Rồi hẹn ở nhà video sau nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.